Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên kênh VTC14. Chương trình ngày hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hai băng nhóm giang hồ xảy ra mâu thuẫn đã kéo theo khoảng 30 thanh niên xăm trổ hỗn chiến khiến cho 3 người bị thương. Vụ việc xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được thông tin cho chương trình từ khán giả Lê Kế Phương có số điện thoại là 0979 và số cuối 907. Xe khách tông hàng loạt phương tiện dừng chờ đèn đỏ tại Bình Dương, nhiều người nhập viện. Phản ánh của khán giả Bùi Lưu Toàn qua số điện thoại 0913 và số cuối 624. Khôi phục giao thông trên tuyến quốc lộ 8A sau sạt lở. Phản ánh của khán giả Hồ Thanh Tân qua số điện thoại 0902 và số cuối 445. Chỉ người trồng hoa miền Bắc lao đao sau Tết, mà người trồng và buôn bán dưa hấu tại miền Nam cũng gặp khó khăn khi cung vượt quá cầu. Phản ánh của Lương Văn Tùng có số điện thoại 0979 và số cuối 634. Con đường tranh bích họa làng Phú Mỹ Xanh ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp do các giảng viên và sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật trường Đại học Đồng Tháp tạo nên gây ấn tượng cho du khách khi tới đây dịp đầu xuân. Clip do khán giả Nguyễn Linh Trang có số điện thoại 0912 và số cuối 457 cung cấp với chương trình. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại là 0979 và số cuối 907. Anh Vương cho biết, suốt đêm ngày 23 tháng 2, lực lượng cảnh sát 113, Công an quận Thủ Đức đã phải túc trực tại Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để bảo vệ hai thanh niên trong vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm xảy ra trên đường số 49 thuộc phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, bị thương vào tối cùng ngày. Vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai băng nhóm. Khoảng 18 giờ cùng ngày, nhiều người dân trên đường số 49 phát hiện khoảng 30 thanh niên xăm trổ mang hung khí lao vào chém nhau loạn xạ. Sự việc khiến cả khu phố náo loạn. Sau cuộc hỗn chiến, 3 người bị thương được người dân đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu. Được biết hai người nhập viện Thủ Đức được xác định là Lê Văn Ngọc Đức 29 tuổi, trú tại quận Thủ Đức và Nguyễn Thành Danh 27 tuổi, trú tại quận 1. Hiện vụ việc đang được Công an quận Thủ Đức điều tra, truy xét. Sáng ngày 24 tháng 2, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục đấu tranh lấy lời khai đối với 14 đối tượng chuyên tổ chức đánh bạc dưới hình thức là sóc đĩa ăn tiền. Thông tin từ khán giả Văn Danh có số điện thoại 0166 và số cuối 767 cho biết. Trước đó, vào chiều tối ngày 23 tháng 2, sau một thời gian theo dõi, thì đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã bắt quả tang 14 đối tượng này đang tổ chức đánh sóc đĩa ăn tiền tại số nhà 170/8B, đường Y Quang, phường Ea Tam. Ổ bạc này do đối tượng Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1974 làm chủ. Tại đây, đội cảnh sát hình sự đã thu giữ trên chiếu bạc và trong người các đối tượng gần 49 triệu đồng. 14 chiếc điện thoại di động, 13 xe máy, 1 xe ô tô và các dụng cụ liên quan phục vụ cho việc đánh bạc. Quá trình đánh bạc, nhóm này liên tục thay đổi địa điểm để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, nên đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột phải mất rất nhiều thời gian kiên trì theo dõi mới có thể bắt được quả tang. Đến hơn 11 giờ ngày 24 tháng 2, lực lượng chức năng quận 2, thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông vừa được người dân phát hiện trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2. Khán giả Hà Văn Tinh có số điện thoại là 0912 và số cuối 367 cho biết, trước đó một nhóm thanh niên đang đứng nói chuyện với nhau đã hốt hoảng bỏ chạy vì đã phát hiện ra thi thể này. Theo đó, khoảng gần 10 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên đang đứng trên cầu Đen, đoạn dưới chân cầu Sài Gòn thuộc địa bàn phường Thảo Điền, quận 2, thì tá hỏa khi phát hiện thi thể nam giới trôi trên sông nên bỏ chạy rồi báo cơ quan chức năng. Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt để bảo vệ hiện trường.
người dân đã dùng dây thừng buộc thi thể kéo vào bờ để công an khám nghiệm. Ghi nhận tại hiện trường, thi thể nạn nhân Trương Phình nổi trên mặt nước, khoảng 30 đến 35 tuổi, mặc áo phông màu đen. Đến trưa cùng ngày, nạn nhân vẫn chưa được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Chuyển sang một phản ánh về an toàn giao thông. Khoảng 11 giờ trưa ngày 24 tháng 2, nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư trên đại lộ Bình Dương, thuộc tỉnh Bình Dương, thì một chiếc xe khách 30 chỗ cùng chiều bất ngờ lấn tới, húc mạnh về phía trước và khiến cho 6 người ngồi trên xe bị văng xa, bị thương nặng. Khán giả Bùi Lưu Toàn có số điện thoại là 0913 và số cuối 624 cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn thì xe khách đã lưu thông với vận tốc cao. Vào thời điểm trên, xe khách mang biển kiểm soát 61B00730 chạy tuyến bến xe Bình Dương đi bến xe Bào Bàng khi lưu thông trên đại lộ Bình Dương đến giao lộ đường Hoàng Hoa Thám thuộc phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một thì tín hiệu chuyển sang đèn đỏ. Lúc này do có một xe ô tô mang biển kiểm soát 61L2662 dừng phía trước nên tài xế xe khách đánh lái vào bên trái và đã xảy ra va chạm. Không dừng lại, chiếc xe tiếp tục di chuyển trong làn đường dành cho xe máy và tông hàng loạt phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ phía trước. Cú tông mạnh đã khiến nhiều xe máy bị hất văng xa nhiều mét, trong đó có một người điều khiển xe máy bị cuốn dưới gầm xe và bị kéo lê khoảng 30 mét, xe khách mới dừng hẳn. Ngay sau vụ việc, phụ lái đã phải dùng thiết bị để nâng xe lên đưa nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm xe đi cấp cứu. Vụ việc làm ít nhất 5 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Ngay sau vụ tai nạn, lái xe khách đã rời khỏi hiện trường. Theo các nhân chứng thì do chạy với vận tốc cao nên tài xế xe khách đã không thể xử lý, né tránh các nạn nhân. Vụ việc làm cho nhiều phương tiện bị biến dạng, xe khách thì bị hư hỏng, móp méo vỡ kính chắn gió. Do vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm và ngay giao lộ, thế nên giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thưa quý vị, mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày đã khiến cho quốc lộ 8A, đoạn từ km 82 đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng. Thông tin từ khán giả Hồ Thanh Tân có số điện thoại là 0982 và số cuối 445 cho biết, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bị chia cắt trong nhiều giờ liền. Địa điểm bị sạt lở là tại km 82 và km 83 500 quốc lộ 8A, đoạn qua eo Cô Gái, cách cửa khẩu Cầu Treo khoảng 4 km. Đất đá trên vách núi bị đổ ập xuống, vùi lấp một đoạn mặt đường. Khoảng 4.000 mét khối đất đá chắn ngang đường khiến giao thông từ cửa khẩu quốc tế Cầu Treo về huyện Hương Sơn và ngược lại bị ách tắc. Sau khi nhận được tin báo từ người dân, trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã điều động lực lượng hướng dẫn, không cho các phương tiện lên và xuống khu vực này, đồng thời ngăn chặn không cho người dân đi bộ qua lại để phòng sạt lở tiếp tục xảy ra. Sau đó, hạt quản lý đường bộ 474 đã phối hợp với đồn biên phòng, công an huyện Hương Sơn và chính quyền địa phương điều động nhiều phương tiện máy móc và người kịp thời đến hiện trường để khắc phục hậu quả. Mọi công việc được làm khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Đến khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 2 đã thông tuyến cho các phương tiện nhỏ. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, giao thông trên toàn tuyến đã được khôi phục. Tuy nhiên đây mới chỉ là thông tuyến tạm thời. Để khắc phục hết hậu quả, các cơ quan chức năng còn phải làm việc vất vả trong nhiều ngày. Được biết đoạn đường này thường bị sạt lở núi trong mùa mưa lũ, thế nhưng đây là lần sạt lở nghiêm trọng nhất. Do lượng phương tiện và người lên khu vực cửa khẩu sau Tết khá đông nên lượng xe cộ mà hầu hết là xe trọng tải lớn vẫn còn xếp hàng dài trên tuyến đường này. Đặc biệt, trong sáng nay, một chiếc xe đầu kéo đã tự ý quay đầu tại đây và bị mắc kẹt.
khiến cho lực lượng chức năng phải điều xe cầu đến để có thể giải tỏa giao thông. Từ ngày 23 tháng 2, tức là ngày mùng 8 Tết, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình đã phối hợp với các lực lượng liên quan tổ chức ra quân tổng kiểm tra, kiểm soát xe khách qua địa bàn tỉnh này sau Tết Nguyên đán. Khán giả Minh Phong có số điện thoại là 0915 3 số cuối 456 cho biết, qua tuần tra kiểm soát mật phục trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua xã Sen Thúy, huyện Lệ Thủy, lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý hàng trăm phương tiện giao thông vi phạm khi mà tham gia giao thông. Từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 23 tháng 2, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện và lập biên bản 92 trường hợp vi phạm, ước tính phạt tiền khoảng 300 triệu đồng. Các phương tiện vi phạm tập trung vào các lỗi như là chạy quá tốc độ, chở quá số người quy định, chủ xe giao xe cho người làm công chở quá số người quy định, tự ý lắp thêm giường chở khách, để hàng hóa trong khoang chở khách. Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Bình cũng đã phối hợp với các lực lượng liên ngành lập các tổ cơ động xử phạt tại chỗ đối với các phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông, tiến hành truyền tải hành khách ngay tại hiện trường đối với các xe vi phạm để tạo điều kiện cho phương tiện vi phạm cũng như là hành khách lưu thông theo đúng lịch trình. Trưa ngày 24 tháng 2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Trường Phúc, đóng tại khu phố 4, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Thông tin từ khán giả Gia Huy có số điện thoại 0971, 3 số cuối 367 cho biết, vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên thì hàng ngàn mét vuông nhà xưởng cùng với rất nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều công nhân phát hiện ngọn lửa bốc lên từ một góc kho xưởng, sau đó nhanh chóng lan ra khắp trong và ngoài xưởng. Ngay lập tức, lực lượng bảo vệ và công nhân đã dùng hệ thống chữa cháy tại chỗ dập lửa. Tuy nhiên, do công ty chuyên chế biến gỗ, trong đó chủ yếu là xay gỗ tạp thành mùn cưa, sau đó ép viên đều là chất dễ cháy, nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm toàn bộ kho xưởng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát chữa cháy Đồng Nai đã huy động 5 xe chuyên dụng cùng hàng chục lính cứu hỏa tới hiện trường tiến hành dập lửa. Việc dập lửa gặp khá nhiều khó khăn khi diện tích xưởng lớn, trong khi lại bị các nguyên liệu là gỗ chất đống bịt lối vào trung tâm xưởng. Một xe cuốc và một xe ủi đã được điều động đến hiện trường để giải phóng lối đi. Đến 14 giờ cùng ngày, ngọn lửa vẫn chưa được khống chế. Sau Tết Nguyên đán thì những người trồng hoa ở miền Bắc, đặc biệt là những người trồng hoa lay ơn và hoa ly đã phải bán tháo hoặc thậm chí là nhổ bỏ cả vườn bởi vì hoa không nở đúng dịp. Thì tại miền Nam, nhiều người trồng và buôn bán dưa hấu cũng gặp rất khó khăn khi mà cung vượt quá cầu. Và từ Đồng Tháp, khán giả Lương Văn Tùng có số điện thoại là 0979, 3 số cuối 634 cho biết, thậm chí là dưa hấu đem bỏ đi hoặc cho không, thế nhưng cũng không có ai lấy. Ghi nhận tại Lấp Vò, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp. Các sạp bán hoa quả rất điều hưu, đặc biệt là mặt hàng dưa hấu gần như không có người mua. Theo các tiểu thương, vào thời điểm ngày 30 Tết, dù giá đã hạ rất thấp, dưa dài chỉ còn 5.000 đồng 1 kg, dưa tròn 2.000 đồng 1 kg, nhưng vẫn vắng bóng người mua. Sợ thua lỗ, nhiều tiểu thương đã cố gắng cầm cự đến ngày mùng 6, mùng 7 Tết, hy vọng bán được số dưa hấu còn tồn đọng, thế nhưng vẫn không có người hỏi. Nhiều tiểu thương đành đem đổ bỏ số dưa đã khắc chữ, còn số dưa tròn còn lại cho không, ai có nhu cầu thì mang về sử dụng, nhưng vẫn không có người nhận. Được biết, tình trạng tương tự cũng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Tây trong dịp Tết vừa qua. Còn tại Khánh Hòa thì cũng ngay sau những ngày nghỉ Tết Mậu Tuất 2018, bà con đồng bào dân tộc huyện miền núi Khánh Vĩnh lại tất bật mùa vụ hái đót, kiếm thêm thu nhập từ nguồn lộc trời cho này.
và khán giả Nguyễn Văn Toàn có số điện thoại là 0912 và số cuối 456 cho biết, năm nay do thời tiết không thuận lợi, sản lượng đót sụt giảm đáng kể so với các năm trước. Ngay từ mùng 6 Tết, rất đông bà con đồng bào dân tộc của các xã Sơn Thái, Khánh Lê, Khánh Thượng và Giang Ly của huyện miền núi Khánh Vĩnh đã đổ xô đi hái đót tại các khu rừng, các vách núi nằm trên địa bàn các xã này. Những ngày này, xe máy đi hái đót của bà con chạy nườm nượp trên đường với đầy ắp thành quả mang về. Để lấy được lộc trời cho, nhiều bà con phải vượt đoạn đường hàng chục cây số, vượt núi lên rừng. Đây là loại cây giống như cỏ dại mọc hoang trên khắp rừng núi nơi đây. Đến mùa cao điểm, bà con chặt, ngắt từng cọng để bán cho những tiểu thương mua về làm nguyên liệu dùng làm chổi. Sản lượng đót giảm, vì vậy mà giá bán mặt hàng này cũng tăng hơn năm trước. Mỗi bó đót bằng nắm tay gồm khoảng 50 cọng thì bà con bán được khoảng là 4.000 đồng một bó. So với năm trước chỉ ở mức dưới 3.000 đồng một bó, thì trung bình mỗi người hái được trên dưới 50 bó đót một ngày. Thế nên đây được coi là khoản thu nhập đáng kể sau Tết, bù vào khoảng trống giao mùa tại các nương rẫy của bà con đồng bào dân tộc nơi đây. Những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, du khách khi mà đến khu du lịch sinh thái làng Phú Mỹ Xanh ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã vô cùng ấn tượng với những con đường tranh bích họa đầy sống động. Khán giả Nguyễn Minh Trang có số điện thoại 0912 và số cuối 457 cho biết, đây là thành quả do các giảng viên và sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật trên Đại học Đồng Tháp cùng góp sức tạo nên để góp phần phát triển du lịch tại địa phương. Và sau đây, mời quý vị cùng theo dõi clip. Hơn 80 ô tường đang được dần phủ lên những nét vẽ độc đáo, thể hiện bản sắc của địa phương Thanh Bình nói riêng và quê hương Đồng Tháp nói chung qua bàn tay tài hoa của hơn 10 giảng viên và sinh viên. Ngành sư phạm mỹ thuật, trường Đại học Đồng Tháp, tất cả đều rất hào hứng khi cùng tô đẹp quê hương bằng chính tri thức, kỹ năng của mình, đặc biệt là đối với những người con của đất sen hồng. Em là một người con của Thanh Bình thì hôm nay em được cùng với các bạn về đây để góp phần tô đẹp cho quê hương của mình bằng chính kỹ năng được học của mình. Em rất vui và phấn khởi khi được làm việc này. Nhà thầy đã tạo điều kiện để cho chúng em vừa học tập tại trường và có điều kiện để làm thêm bên ngoài, để vẽ những bức tranh trên tường thô nhám này nè, cho sinh động hơn và được mọi người yêu thích hơn. Em cảm thấy hoạt động này rất có ý nghĩa và em rất hứng thú với hoạt động này. Mỗi ô tường là một không gian, một cảnh sắc đặc trưng cho người xem cảm giác gần gũi, thân thiện, cảm nhận tỉnh đất và con người bản xứ. Bên cạnh đó là những sản vật, những phong tục tập quán của địa phương. Tất cả đều được thể hiện một cách sống động, đẹp mắt và đầy thu hút. Khi mà thực hiện các công trình ở ngoài trời như vậy thì nó nắng mưa nó chịu tác động rất là nhiều. Cho nên không thể vẽ các cái loại chất sơn ở trong nhà được mà phải sử dụng sơn cốc dầu. Thì sơn cốc dầu nó có khả năng chống chọi được với nắng mưa tốt hơn thì nó cũng phải chịu đựng được mấy năm. Khán giả Nguyễn Minh Trang được biết, tổng diện tích của công trình là gần 500m² với tổng kinh phí ước tính trên 170 triệu đồng. Phần lớn kinh phí đầu tư được kêu gọi từ các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng chung tay mang tới một diện mạo mới cho vùng đất nơi tả ngạn sông Tiền. Phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip đã phát trong ngày hôm nay. Suốt đêm ngày 23 tháng 2, lực lượng cảnh sát 113 Công an quận Thủ Đức đã phải túc trực tại Bệnh viện quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để bảo vệ hai thanh niên trong vụ hỗn chiến giữa hai băng nhóm xảy ra trên đường số 49, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, bị thương vào tối cùng ngày. Hai người nhập viện được xác định là Lê Văn Ngọc Đức, 29 tuổi, trú tại quận Thủ Đức và Nguyễn Thành Danh, 27 tuổi, trú tại quận 1. Phản ánh của khán giả Lê Kế Vương có số điện thoại 0979, ba số cuối là 907.
Đến hơn 11 giờ ngày 24 tháng 2, lực lượng chức năng quận 2 vẫn đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân tử vong của người đàn ông vừa được người dân phát hiện trên địa bàn phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, một nhóm thanh niên đang đứng nói chuyện với nhau đã hốt hoảng bỏ chạy toán loạn vì đã phát hiện ra thi thể này. Phản ánh của khán giả Hà Văn Tính có số điện thoại 0912 3 số cuối là 367. Khoảng 11 giờ trưa ngày 24 tháng 2, nhiều xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư trên đại lộ Bình Dương, tỉnh Bình Dương, thì một chiếc xe khách 30 chỗ cùng chiều bất ngờ lấn tới, húc mạnh về phía trước, khiến 6 người ngồi trên xe văng xa và bị thương nặng, giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Bùi Lưu Toàn có số điện thoại 0913 3 số cuối là 624. Mưa lớn liên tiếp trong nhiều ngày đã khiến quốc lộ 8A đoạn từ km 82 đến cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh bị sạt lở nghiêm trọng, cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã bị chia cắt. Nhờ sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24 tháng 2, quốc lộ 8A được thông tuyến hoàn toàn. Tuy nhiên, giao thông tại đây vẫn ùn ứ do lượng xe tải trọng lớn đổ về sau Tết tăng cao. Phản ánh của khán giả Hồ Thanh Tân có số điện thoại 0982 3 số cuối là 445. Trưa ngày 24 tháng 2, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn Kim Trường Phúc, đóng tại khu phố 4, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai. Vụ cháy không thiệt hại về người, tuy nhiên hàng ngàn mét vuông nhà xưởng cùng nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Phản ánh của khán giả Gia Huy có số điện thoại 0971, 3 số cuối là 367. Sau Tết, nếu như tại miền Bắc, người trồng hoa, đặc biệt là hoa lây ơn và hoa ly, phải bán tháo hoặc nhổ bỏ vườn vì hoa nở không đúng dịp, thì tại miền Nam, nhiều người trồng và buôn bán dưa hấu cũng gặp khó khăn khi cung vượt quá cầu. Đặc biệt tại các chợ lớn, tiểu thương cho không dưa hấu nhưng không ai nhận. Phản ánh của Lương Văn Tùng có số điện thoại 0979, 3 số cuối là 634. Những ngày đầu xuân Mậu Tuất 2018, du khách khi đến khu du lịch sinh thái Làng Phú Mỹ Xanh ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã vô cùng ấn tượng với những con đường tranh bích họa đầy sống động. Đây là thành quả do các giảng viên và sinh viên ngành sư phạm mỹ thuật trường Đại học Đồng Tháp cùng góp sức tạo nên để góp phần phát triển du lịch tại địa phương. Clip do khán giả Nguyễn Minh Trang, số điện thoại 0912 3 số cuối là 457 cung cấp. Chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi tới địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.